Trung thu sắp đến, thị trường bánh trung thu do vậy đang rất sôi động bởi nhu cầu biếu tặng loại bánh này gần đây tăng cao. Như đã từng phản ánh thì giá bánh trung thu trong dịp Tết Đoàn viên năm nay khá cao, có loại tăng trên 20% so với mọi năm. Nhận thấy điều này, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã quyết định tự nghiên cứu sản xuất bánh trung thu theo hình thức handmade với giá bình dân để vừa bán vừa thăm dò thị trường. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hơn một tháng nay, bình quân mỗi ngày siêu thị Lotte Mart Đồng Nai tự làm hơn 100 cái bánh trung thu. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, sẵn có bếp nướng công suất cao, nên bánh trung thu handmade của Lotte Mart được bán đồng giá 50.000 một cái. Mức giá này thấp hơn từ 20 đến 40% so với bánh trung thu của các thương hiệu lớn. Bánh nướng xong sẽ được ưu tiên bày bán ở khu vực đông khách. Mẫu mã hộp bánh cũng được in ấn thiết kế khá sang trọng. Tất nhiên các loại bánh trung thu của các thương hiệu lớn cũng sẽ được nhập bán ít đi để nhường sân cho bánh nhà làm. Do cái bối cảnh kinh tế leo thang thì để mà khách hàng có thể mua được một cái hộp bánh trung thu với các thương hiệu lớn ngoài thị trường thì giá cả nó rất là cao. Vì vậy mà năm nay siêu thị Lotte Mart chúng tôi quyết định cho ra những cái sản phẩm bánh trung thu tươi ngon mang thương hiệu Joyel, phù hợp với lại nhu cầu người tiêu dùng và mức giá nó thì tương đối phải chăng. Không chỉ Lotte, năm nay hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại khác cũng đều tự làm bánh trung thu với số lượng lớn, dao động từ 100 đến 200 bánh một ngày. Dù giá bán khá rẻ, nhưng chất lượng bánh, nguồn gốc nguyên liệu và việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được các đơn vị chú trọng. Loại bánh được sản xuất nhiều nhất vẫn là bánh 150 g với nhiều loại nhân như là thập cẩm, hạt sen, hạnh nhân, than tre. Do sản lượng tung ra thị trường tăng gấp 3 lần so với các năm, nên ngay từ đầu tháng 7, các siêu thị đã có nhiều hình thức quảng cáo thuyết phục người tiêu dùng. Đối với Việt Nam thì đã rất quen với những cái thương hiệu như Kinh Đô, như các cái loại bánh khác. Tuy nhiên thì chúng tôi dùng cái sản phẩm là chính của cơ ốp làm nên, là và chúng tôi mời khách hàng ăn thử cũng như là có chương trình khuyến mãi. Rồi bây giờ vào kinh doanh tương đối sớm, cách đây một tháng chúng tôi đã bắt đầu có cái sự sản xuất rồi. Vì vậy thì đến hôm nay chất lượng bánh cũng như là cái người tiêu dùng đã biết đến sản phẩm rất là nhiều. Thì siêu thị chúng tôi ngoài việc trưng bày những cái sản phẩm bánh rất là bắt mắt và đầy đủ các hương vị để khách hàng lựa chọn tại quầy hàng, thì chúng tôi còn thực hiện phát loa tại siêu thị, rồi in trên những cái ấn phẩm quảng cáo và có những cái chương trình khuyến mãi. Ví dụ như là khách hàng mua một hộp bánh trung thu thì được tặng kèm thêm một cái lồng đèn về cho bé. Tự sản xuất bánh và tung ra thị trường để bán trong một thời điểm nhất định, điều này tất nhiên sẽ không thể hiệu quả hơn so với kế hoạch sản xuất, phân phối bài bản của các thương hiệu bánh trung thu lâu năm, nếu xét về góc độ cạnh tranh thị trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì các loại bánh handmade của các siêu thị cũng đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là công nhân và người có thu nhập thấp. Ở đây bánh trung thu nó giá nó rẻ hơn bên ngoài, mà chất lượng nó tốt hơn, cho nên là cô sẽ mua bánh trung thu đây để về cho các cháu vui trung thu, để là đồng thời tiết kiệm bớt cho chi phí cho gia đình. Gia đình cô thì cũng có 3-4 đứa cháu, mà gia đình thì nói chung là con thì làm công nhân, cô thì già không có làm hết, cho nên là mình cũng phải tiết kiệm. Bên cạnh việc tăng cường bán lẻ, từ nay đến trung thu, nhiều siêu thị đang cố gắng tăng tốc tìm kiếm các đối tác như trường học, doanh nghiệp để bán bánh với số lượng lớn. Một số siêu thị cho biết sẽ sẵn sàng trả mức chiết khấu cao để tìm mối giữ khách. Nếu việc làm này thành công, những năm tới họ sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn về máy móc, nhân vật lực để tạo doanh thu, nâng sức cạnh tranh đối với mảng kinh doanh, dù ngắn hạn nhưng rất tiềm năng này.